Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đồng Nai, hết tháng 11/2022, lượng khách du lịch đến tham quan và lưu trú trên địa bàn Đồng Nai đạt gần 2,06 triệu lượt. Căn cứ theo số liệu trên, lượng khách du lịch tăng 84% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 14,2% so với kế hoạch. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 1,1 ngàn tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 15,1% so với kế hoạch năm 2022. Dự kiến lượng khách du lịch đến tham quan và lưu trú tại Đồng Nai trong cả năm 2022 đạt khoảng 2,2 triệu lượt, trong đó trên 75.000 lượt khách quốc tế và trên 2,1 triệu khách nội địa. Nếu con số khách du lịch đạt như trên, thì lượng khách du lịch đã có dấu hiệu tăng cao sau đại dịch Covid-19 đến 96% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 22,2% so với kế hoạch. Doanh thu dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1,2 ngàn tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ 2021, vượt 23,7% so với kế hoạch.